Theo thống kê từ chính phủ Canada, mỗi năm nhu cầu về nấm tươi trên thị trường này lên đến hơn 85.000 tấn. Các sản phẩm từ nấm đem về cho Canada khoảng hơn 300 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Với sự nhạy bén trong kinh doanh, thì nhiều người Việt Nam tại Canada đã xây dựng và phát triển thành công những nông trại nấm ở nhiều nơi tại Canada. Và những lao động người Việt ở đây cũng có mức thu nhập khá ổn định. Ghi nhận của phóng viên VTC10 tại thành phố Abbotsford, tỉnh bang British Columbia của Canada. Chị Nguyễn Thị Thu, quê ở Kiên Giang, làm việc tại nông trại nấm thuộc công ty Cham Mushroom, thành phố Abbotsford, bang British Columbia, Canada đã nhiều năm. Công việc của chị bắt đầu từ 2 giờ sáng. Chị lựa chọn những cây nấm đến tuổi thu hoạch để cắt và phân loại nấm theo những tiêu chuẩn riêng về kích cỡ của công ty. Với chị Thu và nhiều nhân viên Việt Nam tại đây, công việc này khá dễ dàng. Vô đây bà chủ này bà cũng dẫn, cũng như là chỉ nấm này mình cắt làm sao, mình trừ làm sao vậy đó. Không có gì dễ lắm, ý gì lắm. Tại vì bây giờ Việt Nam của mình bây giờ cũng hay qua đây làm đó em. Hệ thống trồng nấm tại Cham Mushroom và nhiều trang trại nấm của người Việt tại Canada sử dụng công nghệ hiện đại từ Hà Lan. Tuy nhiên, để cây nấm phát triển tốt, không bị sâu bệnh, cần có sự theo dõi, kiểm tra thường xuyên các yếu tố về độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng. Người đảm nhiệm công việc này ở trang trại cũng là một người Việt. Tức là mình phải theo dõi cái nhiệt độ, cái độ ẩm với cái lượng nước để mình giữ cho nó đúng. Tại mình tưới nước nhiều quá thì nó sẽ bị hư, bị ngập, bị thối đi. Mình tới mình thăm nó, mình vô phòng mình check up, giống như mình coi thăm nó thường xuyên, mình bám sát nó chút. Đối với những người Việt mới đến Canada lại chưa thông thạo ngoại ngữ thì làm việc trong các nông trại nấm được xem là lựa chọn tốt do công việc không yêu cầu cao về kinh nghiệm, trình độ mà mức thu nhập lại ổn định. Nói chung là ông bà chủ tốt với công nhân. Cái này mình ăn sản phẩm có một tháng cỡ trung bình cỡ 3.000 mỗi. Nói chung là đủ trang trải. Nhờ cái farm nấm của Tony Chi Mai mà có được nhiều việc làm cho người Việt mình ở đây đó. Tại làm nấm này nó tốt cái là người ta ăn sản phẩm thì ra thấy tốt tức thì nó cũng phù hợp cho cái một số người Việt ở đây sinh hoạt á. Nghề trồng nấm tại Canada hiện đang nằm trong danh sách những ngành nghề thiếu hụt nhân lực. Vì vậy, đây chính là cơ hội nghề nghiệp cho nhiều lao động nhập cư Việt Nam.